Thì đây quý vị có thể thấy đây là Granny. Ho ho ho, Merry Christmas. Thầy nó hỏi em là muốn chơi cái mộng dễ hay là trung bình hay là khó. Và đương nhiên câu trả lời lúc nào cũng sẽ là dễ. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Lần cuối em chơi là nó cũng phải 4 năm trước. Kiếm gì trong rừng vậy fan? Nhà của bà già đấy rồi. Bà ngoại. I'm Peppa Pig. Bà ngoại nay mới đi làm răng về sao mà nhìn răng có vẻ Tôi nhớ là hồi xưa tôi chơi trên điện thoại là nó cho chui vô mà ta. Rồi không cho chui vô hay gì quá vậy. Bà nhắn xin nè. Ai chà, được quá nhỉ. Tụi này nó cho mình trốn không? Ai chà. Nice. Mình đi bà trên lòng. Bà trên lòng. Rồi mình đi xuống mình tham quan. Ai chà, tối quá ha. Không có gì. Đây thì sao? Ui, người tuyết à. 3672 là phải chìa khóa này chắc là mật khẩu để mở cái gì rồi. Cái gì má, giờ mình vừa phải mở mà vừa phải ngó coi nó tới chưa nè. Thấy ghê lắm. Ây rồi, đây rồi, bà già đây rồi. Đội mũ á. Đội mũ già Noel thôi. Ồ, tôi đạp trúng sợi dây hả. Wow. Ê, bên đây nè. Ôi. Ôi. Look at that. Merry Christmas. Ôi, bị ung thư hay gì mà không có tóc. Ôi. Hello. Thôi tôi đi đường này. Tao đi xuống dưới coi có cái gì. Vẫn là tầng hầm. Hello. Ôi. Ôi. Trời ơi, nó đi bên đây. Cái kìm cắt gì nữa nè. Tôi không nhớ. Ê, trời ơi. Trời ơi, là trời. À, cái chìa khóa ở đây nè. À, mật khẩu. Mật khẩu là cái gì tôi quên rồi. 3, 6, 7. Ê, tôi nghe tiếng gần. Ui. Trời ơi. Trời ơi. 3672. Họ giết cho bằng được. Họ phải đi rồi, đi bên kia. Ê, đi ngủ à. Chui ra lại. Số 2. Đúng không? 3672 rồi. Đâm ta. Qua 3672. Quên rồi. Có một cái búa. Ủa tôi quên rồi. Cái chìa khóa để làm cái gì trời. Ồ, cầm cái gì đó. Kìm cắt. Còn có đường mình. Ê. Trốn. Ui. Phải giết kịp hả. Đi chị ơi. Không có ai đây đâu. 5 minutes later. Thôi chắc tôi phải mở ra cho bà cắn tôi cái hả. Ok. Mọi người ta đừng nói đứng. Ui bên đây nhỉ. Ui. Chưa thấy tao. Đúng rồi. Hay quá. À rồi. Lần vui ta nắm tay nhau. Mấy rồi hết đi. Đúng không nắm tay nhau. Sát từ. Đây hình như cái kèm này để em ta sao. Đây đúng không. Cắt dây điện. Chết mẹ. Tôi mất cái chìa khóa kia rồi. Giờ sao ta. Rồi tôi lấy cái chìa. Cái búa đây. Ủa 3672 hả. Đúng rồi. Nhưng mà tôi quên mất cái chìa khóa. Tôi quăng ở đâu rồi. Phải giống cái chìa khóa kia rồi. Rồi coi cái mặt kìa thấy ghét không. Rồi nó không dạng với em.
chơi chơi với full set chứ, mặc áo đỏ đội nón đỏ, mặc áo đỏ áo trắng nhìn ướm. Master key mà nãy nó rớt cái chìa khóa đâu ta? À đây đâu phát rồi đúng không? Master key xuống dưới tầng hầm coi thử coi còn dưới đây không. À master key đây rồi, trời ơi đây rồi. Ủa ấn rồi mà kìm kẹt quăng không ta, đâu dưới đây đúng không? Hopefully bà không ở dưới đây, mong là rứa. Ê nữa dài quá dài. Ui bà bên đây. Ê hình như còn nút enter hay gì á. Nhập pass nhưng mà mình quên ấn nút enter đúng không? À, đúng rồi. Cuối cùng thì yes. Má đã chưa ấn nút enter mà không sao nó không ra được. Và với anh Tiếp là mọi người thích cái video này. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Bye bye go ảnh ảnh. Yeah.